Mới đây ngày 12 tháng 1, cô Nguyễn Thị Bảy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Võ Trường Toản, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu vừa xác nhận một học sinh đang học lớp 7 tại trường này đã sinh con cân nặng 2,5 cân ở phòng tắm của gia đình. Theo đó, khoảng 3 giờ ngày 3 tháng 1, em NNAT học sinh lớp 7 ở nhà cùng với mẹ ruột và ông bà ngoại tại thôn Phước An, xã Đá Bạc thì chuyển dạ sinh con. T một mình vào phòng tắm của gia đình và sinh một bé gái. T một mình ôm con rồi lấy cây kéo tự cắt dây rốn. Lúc này, nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc trong nhà, mẹ của T ra ngoài phòng ngủ thì phát hiện T đang ôm con. Ngay sau đó, người nhà của T chở T và con của mình đến thẳng trung tâm y tế huyện Châu Đức. Sau nhiều ngày nằm điều trị hậu sản, mẹ con T đã xuất viện về nhà. Trong thời gian T mang bầu là lúc đang học kỳ 2 của lớp 6. Lúc đó nhà trường cho học sinh ở nhà học trực tuyến do ảnh hưởng của Covid-19. Mặc dù mang bầu nhưng T vẫn đến trường và đã thi xong học kỳ 1. Nhiều ngày T không đến trường nên giáo viên tìm hiểu mới biết T nghỉ học vì sinh con. Gia đình T cũng giấu chuyện này với nhà trường, chỉ nói T bị bệnh không đến lớp được. Cô Bảy cho biết thêm. Đến ngày 6 tháng 1, Công an xã Đá Bạc nhận được tin báo của người dân về việc MTA, học sinh lớp 7 trường Võ Trường Toản, sinh con tại nhà ở thôn Bình Sơn. Được biết em A mang thai nhưng gia đình không phát hiện sự việc cho đến khi thiếu nữ này sinh con. Chiều 12 tháng 1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đá Bạc cho biết em A quen biết một thanh niên qua mạng xã hội. Sau đó hai bên hẹn nhau và đi nhà nghỉ. Vị lãnh đạo xã cho hay em A mang thai nhưng gia đình không hay biết, em vẫn đi học bình thường. Địa phương đã đến thăm hỏi gia đình, đồng thời báo cáo lên huyện Châu Đức. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Từ câu chuyện trên có thể thấy một thực trạng quan hệ sớm ở lứa tuổi học đường và sự thực là chúng ta đang sống trong một nền văn hóa tràn ngập các chủ đề về tình dục, từ câu chuyện ngoài quán cà phê, những chương trình truyền hình, trong gia đình, trên mạng xã hội. Trước đó vào đầu tháng 5 năm 2019, dư luận xôn xao với thông tin một nam sinh ở Phú Thọ đã làm 4 bạn gái mang bầu. Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh làm rõ và bước đầu kết luận nam sinh Bùi Tiến Đê làm một bạn gái có bầu chứ không phải 4. Đó là trường hợp em Nguyễn Thị Bích Hát, học sinh trường Trung học Phổ thông Long Châu Sa. Thời điểm Bùi Tiến Đê có quan hệ tình dục với em Nguyễn Thị Bích Hát dẫn đến việc Hát mang thai thì Đê dưới 16 tuổi và Hát 14 tuổi 10 tháng. Gần đây nhất là ngày 21 tháng 9, tại Thanh Hóa, bà Lê Thị Yến, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Tĩnh Gia, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, cho biết em DMA, MA là học sinh lớp 9B của trường, đã mang thai 15 tuần tuổi trong tâm trạng hoang mang lo lắng và buồn khi phải nghỉ học giữa chừng. Gia đình em MA cho biết, khoảng tháng 5 năm 2020, MA có đi chơi ngoài trường với nhóm bạn học cùng trường. Thời gian gần đây, thấy MA có nhiều biểu hiện khác thường, bụng to dần nên gia đình đưa đi cơ sở y tế thăm khám. Kết quả siêu âm cho thấy em MA đã mang thai 15 tuần. Qua lời kể của MA thì em bị một nam sinh cùng trường ép quan hệ tình dục trong chuyến đi chơi cùng nhóm bạn hồi tháng 5 năm 2020. Hậu quả nặng nề. Tình dục học đường hiện đang là vấn đề đáng báo động ở Việt Nam, tuy nhiên vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Số liệu thống kê cho thấy đến hết lớp 9, khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục. Hết lớp 12 thì con số này là 39%. Trong số học sinh trung học phổ thông thừa nhận từng có quan hệ tình dục, có đến 29,5% các em nam cho biết không sử dụng bao cao su trong lần quan hệ gần nhất. Chỉ có 8% các em học sinh nữ nói rằng mình sử dụng ít nhất một hình thức phòng tránh thai. Đáng nói, khoảng 10% học sinh trung học phổ thông báo cáo đã từng quan hệ với từ 3 người trở lên. Khoảng 15% các em có sử dụng các chất kích thích, gồm cả rượu và các dạng ma túy trong lần quan hệ gần nhất, cụ thể là trong các hoạt động sự kiện chung của lớp, của trường. Nguyên nhân do đâu tình dục ở lứa tuổi học sinh phổ biến đến vậy? Các bậc phụ huynh đã quá sợ hãi chuyện yêu sớm, từ đó luôn lảng tránh việc chia sẻ, giáo dục giới tính cho con. Khi các bậc phụ huynh càng cấm đoán, các con sẽ chỉ càng cảm thấy tình yêu là một điều gì đó rất thú vị, chúng muốn tìm hiểu, khám phá. Tình yêu vốn là cái gì đó mong manh, nhưng khi bị cấm đoán, nó lại bùng lên mãnh liệt. Bọn trẻ chỉ coi chuyện cấm đoán của cha mẹ như thử thách để chúng tìm đến với nhau. Bố mẹ càng bảo không được yêu, các con càng yêu nồng cháy. Chúng sẽ cảm thấy chỉ có người kia là quan trọng, không thể thiếu. Thay vì chia sẻ mọi chuyện với phụ huynh, chúng âm thầm hành động. Trong suốt quá trình đó, vì sự né tránh mà cha mẹ mất đi cơ hội chia sẻ, thấu hiểu, cũng như trang bị kiến thức giới tính cho con.
giới trẻ đã không được giáo dục đúng về giới tính và tình dục. Đây là một hệ lụy tất yếu xảy ra sau nguyên nhân đầu tiên. Vì cha mẹ xa cách các con, không tạo cảm giác thoải mái an toàn để con chia sẻ tâm tư, vậy nên họ khó lòng hiểu và giáo dục con đúng lúc. Từ chỗ yêu nhau, các bạn học sinh dễ suy nghĩ đơn giản rằng đã yêu thì phải ngủ cùng nhau. Quá trình đó, học sinh âm thầm làm cha mẹ không hề hay biết, hoặc khi đã biết thì mọi chuyện cũng lỡ rồi. Theo luật pháp quy định, quan hệ với trẻ em dưới 16 tuổi sẽ phải chịu tội. Đã có không ít trường hợp đau lòng xảy ra khi các bạn nam sinh 17-18 tuổi quan hệ với người yêu 12-13 tuổi, để rồi phải trả giá bằng 10-15 năm tù giam. Nguyên nhân bắt nguồn ở đây chính là việc học sinh không được giáo dục đúng về giới tính tình dục. Các bạn trẻ đã không hiểu được ý nghĩa của nó, cũng như rủi ro mình có thể gặp phải. Tuổi trẻ nên nhiều người suy nghĩ bồng bột, trong khi đó họ lại không có chỗ nào để tâm sự, sẻ chia cũng như học hỏi kinh nghiệm, kiến thức đúng đắn. Thứ ba, học sinh bị tạo một cuộc sống nhàm chán. Chúng ta đã và đang tạo ra một cuộc sống quá nhàm chán cho học sinh. Ở trường cũng như ở nhà, thầy cô, cha mẹ đều chỉ nói đến việc học. Các bậc phụ huynh quá chăm chú vào chuyện học tập mà bỏ qua vấn đề giáo dục toàn diện cho các con. Trẻ nhỏ thiếu môi trường vui chơi lành mạnh, từ đó các em dành thời gian rảnh rỗi cho chuyện yêu đương và thú vui nguy hiểm ở nhà nghỉ. Ngoài ra, việc không để ý đến giáo dục thể chất cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến chuyện quan hệ tình dục sớm. Lý do là thể thao có thể giải phóng ức chế thần kinh. Tuy nhiên, vấn đề này đã bị xem nhẹ, chưa được phụ huynh để ý đúng mức. Quan hệ tình dục trong trường học gây nên những hệ lụy gì? Những nguy hại mà quan hệ tình dục trong học đường gây nên là vô cùng đáng sợ. Tuy rằng vấn đề này đã được bàn đến nhiều lần, thế nhưng cho đến nay vẫn chưa có phương pháp khắc phục triệt để. Quan hệ tình dục sớm khiến các em sống trong một xã hội tràn ngập các chủ đề về tình dục. Từ câu chuyện ngoài quán cà phê, những chương trình truyền hình, cho đến những câu chuyện trong gia đình, trên mạng xã hội. Với những cặp yêu nhau ở lứa tuổi này, 1/3 các bạn nữ báo cáo rằng các em đã từng bị người yêu gây áp lực gửi ảnh khỏa thân, bán khỏa thân, hoặc chụp cận cảnh các bộ phận nhạy cảm như một cách thức chứng minh tình yêu. Theo các nghiên cứu ở Việt Nam, tỷ lệ nạo phá thai tuổi vị thành niên ngày càng tăng. Hiện chúng ta đang đứng thứ 2 Đông Nam Á về tỷ lệ nạo phá thai, cũng như thuộc top 10 thế giới về tỷ lệ phá thai độ tuổi vị thành niên. Rất nhiều bạn gái sau khi phá thai tại những cơ sở y tế chui, kém an toàn dẫn đến sót nhau, sót thai, thậm chí vô sinh hiếm muộn hoặc tử vong. Có những trường hợp sau khi bị phát tán hình ảnh hay clip trên mạng đã gặp sang chấn tâm lý, dẫn tới hành vi tự tử. Do mải mê yêu đương, việc học tập của các em học sinh cũng giảm sút đáng kể. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của các em.